cuối cùng trong cái video này mình muốn giới thiệu với các bạn, đó là cái phép kiểm định chi square, chi bình phương. Rồi bây giờ mình sẽ trình bày với các bạn về cái phép kiểm định chi square, chi bình phương. Thì khi mà chúng ta xem xét hai cái yếu tố đó, nghiên cứu đều là những cái biến định danh hoặc là một định danh, một là thứ bậc, thì chúng ta có thể sử dụng cái phép kiểm định chi square này, được không nào? Tức là những cái biến đó nó có cái sự phân loại là được các bạn nhé, có cái sự phân loại là được, đúng không? Nhưng mà đôi khi chúng ta lách đó, chúng ta dùng một cái biến phân loại, một cái biến định lượng, tức là một cái biến định tính và một cái biến định lượng đó, cũng được, đúng không nào? Đấy, thì cái giả thuyết được đưa ra ở đây đó là giả thuyết H0 là hai biến độc lập với nhau, nó không có mối quan hệ với nhau. Độc lập tức là không có mối quan hệ. Còn H1 tức là hai biến không độc lập có mối quan hệ. Mình chỉ kết luận là được như là nó có mối quan hệ với nhau hay không. Ví dụ như là giới tính với trình độ là có mối quan hệ với nhau hay không. Chứ các bạn không có kết luận được rằng là giới tính nam là có trình độ cao hơn nữ, không kết luận được điều đó. Mà chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ đó là nó có mối quan hệ với nhau hay. Còn muốn biết cao hơn hay thấp hơn, phải sử dụng những cái phép kiểm định như là Independent Sample T-Test One Way ANOVA. Được không nào? Đấy. Thì giả thuyết là H0 và H1 sẽ được chấp nhận khi nào? Chúng ta sẽ chấp nhận H0 khi hệ số sít lớn hơn 5%. Và chúng ta sẽ chấp nhận H1 khi hệ số sít bé hơn 5%. Tức là khi hệ số sít lớn hơn 5% thì hai cái biến mà các bạn đưa vào phân tích nó độc lập với nhau, nó không có mối quan hệ với nhau. Khi mà hệ số sít bé hơn 5%, tức là hai cái biến mà các bạn đưa vào nó sẽ không độc lập, mà không độc lập tức là nó có mối quan hệ với nhau. Được không nào? Rồi bây giờ mình sẽ qua bên phần mềm và mình trình bày cho các bạn về cái phép kiểm định chi square, chi bình phương này các bạn. Rồi giả dụ ở đây là mình muốn kiểm định hai cái biến là giới tính với trình độ đi nha. Mình sẽ vô analyze, mình sẽ vô descriptive static này, chọn crop path. Đấy, để làm được cái phép kiểm định chi square này thì nó lại vào trong phần crop path, nó giống như thống kê crop path, đúng không? Đấy. Rồi các bạn đưa cái biến giới tính vào row, các bạn đưa trình độ vào column, đúng không nào? Trong mục static này, bấm vào mục static, các bạn bấm vào chi square, bởi vì chúng ta đang làm chi square mà, đúng không? Rồi bấm continue, đúng không nào? Rồi vào trong mục cell, các bạn bấm vào total để thống kê tổng thể luôn. Rồi bấm continue, bấm ok. Rồi đây, nó ra kết quả như thế này. Ba bảng. Bảng đầu tiên đó là bảng K-Processing Summary, nó cho biết cái số lượng mẫu, đúng không? Và cái bảng thứ hai đó là bảng giới tính và trình độ, thì nó sẽ cho biết rằng là cái thống kê kết hợp giữa các phân loại đáp án của hai cái biến này, đúng không? Nếu như các bạn có tìm hiểu về thống kê crop path thì các bạn biết cái bảng này rồi, đúng không nào? Đấy, thì nhìn vào đây các bạn thấy rằng là giới tính nam mà trình độ trung học phổ thông thì sẽ có 14 người trong tổng thể 198 người này, cho nên chiếm tỷ lệ là 7,1%. Tương tự như vậy, ví dụ như có 27 người là giới tính nam có trình độ là sau đại học, chiếm tỷ lệ là 13,6% trong tổng thể 198 người. Và tương tự những con số khác các bạn có thể đọc ở đây. Còn cái con số total bên này là gì? Là chúng ta sẽ có 121 người là nam trong tổng thể 198 mẫu và 77 người là nữ trong tổng thể 198 mẫu. Được không nào? Đấy. Còn ở dưới này, total dưới này đó là trình độ trung học phổ thông, trung cấp cao đẳng, đại học, sau đại học lần lượt là 23, 59, 75 và 41 người trong tổng thể 198 người. Đúng nè. Nhưng mà cái điều mà chúng ta quan tâm trong cái phép kiểm định chi square này á, là cái giá trị sít của kiểm định chi square. Thì ở đó là cái phần này nè, ở cái bảng chi square test, và cái hàng đó là Bersen chi square, giá trị sít của nó là 0,902, lớn hơn 5%. Lớn hơn 5%. Như vậy rõ ràng các bạn thấy rằng là không có sự khác biệt, đúng không? Không có sự khác biệt khi xét về cái mối quan hệ giữa hai biến. Đó là hai biến nào ạ? Đó là hai biến giới tính và trình độ. Được không nào? Đấy. Tương tự như vậy các bạn có thể làm những cái phép kiểm định đối với những cái biến khác. Ví dụ như ở đây là mình muốn làm cái biến độ tuổi với biến A1 chẳng hạn. Là thằng đó like cờ thì các bạn thấy nó cũng ra thôi. Đây này, analyze. Vào đây, crop tab. Đưa hai biến này ra lại nhé. Độ tuổi với A1 đi. Bấm ok, bởi vì hai cái này hồi nãy mình chọn rồi. Rồi bấm tiếp thôi, bấm ok thôi. Đây các bạn thấy nó cũng ra thôi nhé. Đây, cũng không có mối quan hệ giữa A1 với biến độ tuổi. Đúng không? Đấy. Tương tự như vậy các bạn có thể làm với cái dữ liệu của các bạn nhé. Đấy. Thì video này mình đã giúp cho các bạn thực hiện 7 phép kiểm định
Một lần nữa xin được nhắc lại với các bạn, đó là phép kiểm định One Sample T-Test, Pair Sample T-Test, Independent Sample T-Test, One Way ANOVA, Two Way ANOVA, kiểm định Min và kiểm định G-Square. Hy vọng nó sẽ hữu ích đối với các bạn và các bạn có thể thực hiện đối với dữ liệu và cũng như là cái công trình nghiên cứu của các bạn. Chào các bạn.